Sẵn sàng chơi nào, sẵn sàng chơi nào, sẵn sàng chơi nhờ. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi, comment một chữ sẵn sàng cho thầy xem nào. Sẵn sàng chưa? Vẫn chưa thấy các bạn nhiệt tình với thầy gì cả. Sẵn sàng chưa? Trời ơi. Sẵn sàng chưa nào? Sẵn sàng chưa? Tới luôn, quất luôn, quất nhá, quất luôn, sẵn sàng. Chúng ta xử lý luôn này. Dạng 1 là dạng hơn kém nhau một bậc và biểu thức nó có chứa căn. Câu 1, nguyên hàm nhẹ nhàng chưa nhá, một con rất nhẹ nhàng. Tìm nguyên hàm của hàm số x nhân với cả x bình cộng 7, tất cả mũ 15. Nào, bạn nào làm rồi các bạn comment cho thầy xin đáp án câu số 1 xem nào, xem đáp án gì. Bạn đã làm rồi nhá, comment thầy xin đáp án câu số 1. Làm rồi comment đáp án câu số 1 cho thầy xem nào. Nào, câu số 1 nào. Câu 1 đáp án gì? Cano à? Chắc là cano chưa? Hôm nay thì cực kỳ hay luôn rồi, bởi vì có cả hàm ẩn cho các bạn nữa cơ. Đây này, hàm ẩn mấy câu đằng sau đây này. Thấy không? Hàm ẩn đây này, xu hướng đề thi năm nay đây này đó, các bạn mà không học mấy câu hàm ẩn đấy, hàm ẩn đây, hàm ẩn tức là nó chụp hàm epic rồi đó, mấy câu này mà không ôn nữa thì toang nào, mình sẽ ôn từ cơ bản luôn nào. Nguyên hàm hôm nay mình tiêu diệt hết, quyết tâm nhá, like xong hết đề thì thôi mình nghỉ rồi. Dạng 1 thầy nói lại qua cho các bạn một chút này. Dạng 1 này, ở trong sách các bạn nào có sách 14 kỹ thuật giải nhanh tích phân ra nhá. Giải nhanh tích phân các bạn mở sách ra cho thầy trang số 41. Trong này thầy nhắc lại luôn cho bạn nào chưa có sách thì các bạn cũng đọc luôn này. Đó là gì? Nguyên hàm của AX cộng B mũ N nhân X nhân DX thì các bạn cũng đặt A cộng B bằng T. Được chưa nhỉ? Sau các bạn vi phân. Đó, tương tự hàm này. Thì đặt cái thằng X mũ N cộng 1 bằng T. Và I3 nếu như hàm f của ax bình phương cộng b mũ n nhân x nhân x, các bạn thấy không, hơn kém nhau một bậc này, x bình và x nó đang chênh nhau một bậc, thấy không, x bình ở trong và x ở ngoài hơn nhau một bậc, thì các bạn chỉ việc đặt cái thằng ở trong ax bình phương cộng b bằng t là xong. Nào mình quất luôn nhá, quất luôn. Thì bây giờ các bạn nhìn câu này cho thầy, câu này ở đây mình sẽ có cái thằng gì đây, x bình cộng 7, thằng này hơn thằng này một bậc chưa, đặt luôn cái thằng ở trong này bằng t này. Hay có một cái kinh nghiệm xương máu cho các em luôn. Kinh nghiệm xương máu. Kinh nghiệm. Nếu thấy các bạn thấy một cái hàm mà có fx ở tất cả mũ n này. Đó, thì các bạn nên đặt cái thằng fx bằng t. Đây là kinh nghiệm. Nếu các bạn thấy mũ n càng to, khẳng định với các bạn luôn là 99% bài đấy là đặt cái thằng fx bằng t. Nhớ chưa? Thì bây giờ các bạn sẽ xử lý luôn bằng cách là đặt gì bằng t? X bình cộng 7 bằng t, đúng không? Đặt luôn. X bình cộng 7 bằng t. Nhớ nhá, sách 14 kỹ thuật tích phân mở ra cái phần tích phân đàn phụ loại 1 thì x bình vi phân là gì? Vi phân như đạo hàm thôi nhá. X bình đạo hàm là 2x rồi, thì các bạn nhân thêm dx cho thầy. Chỗ này nhân thêm gì nữa em? T đạo hàm là 1, đúng không? 1 nhưng mà đạo hàm theo hàm t nhân thêm bt. Vậy các bạn rút ra được cho thầy này, rút ra này, x nhân dx của mình này. Nó chính là thằng gì? DT trên mấy? Trên 2. Thì em thấy không? X nhân DX như chơi xếp hình. Bạn nào đã có người yêu thì rất giỏi trò xếp hình rồi. X nhân DX, đúng không? Em lắp vào phát. Thì cái Y này, con này nó bằng bao nhiêu? Nguyên hàm. Các em đã đặt thằng này bằng T rồi. Thì chỗ này là T mũ bao nhiêu? 15. Nhân với X nhân DX. Nó chính là DT trên 2. Mà công thức quá đơn giản. 1 phần 2 vứt ra ngoài. Nguyên hàm của T mũ 15 vứt ra ngoài tăng lên một bậc. Là T mũ 16 chia 16 tăng một bậc thôi, cộng C. Easy game. Bây giờ mình nguyên hàm xong, mình lại trả T theo X. Thì bây giờ T là X bình cộng 7. Vậy các bạn thay vào đây thôi. 1 phần 32 này, 2 nhân 6 là 2 nhân 16 đúng không? Nhân với cả T là X bình cộng 7, tất cả mũ bao nhiêu? 16 cộng C. Vậy đáp án cần chọn là câu này là đáp án gì em nhỉ? À, đáp án D đúng không? Easy game chưa? 10D. Ngon lành nhá. Ngon lành. Đó. Có vấn đề gì đâu, kể cả bấm máy tính luôn. Các bạn có muốn thầy bấm máy tính cho các em nhìn này, cách 2 Casio nhá. Casio thì như nào, các bạn nhìn từng bước một Casio này. Casio ở trong cuốn sách 14 kỹ thuật tích phân thì các bạn mở cho thầy ra
sách 14 kỹ thuật tích phân nhá, giải nhanh tích phân. Thì em mở cho thầy ra ở phần bấm máy tính, đó là trang 138. Đây, đó là cái bài cách tìm nguyên hàm f lớn x của hàm số f nhỏ x. Thì bước 1 là em tính, đây thầy nhìn cho ví dụ cho các bạn cho dễ đỡ và nhìn các bước. Các bạn chọn a là một số bất kỳ, các bạn thay nó vào trong cái hàm số fx này, rồi các bạn sẽ bấm đạo hàm của từng đáp án là xong thôi nhá. Trong sách ghi rất kỹ cho các bạn rồi, bấm máy tính này, đó, màn hình hiển thị nào có sẵn rồi nhá. Thì bây giờ thầy sẽ bấm trực tiếp cho các bạn nhìn luôn. Nhớ bạn nào có sách thì các bạn nhớ mở trang 138 ra. Thì bây giờ mình bấm con này nhá, mình bấm nhá, chú ý cách bấm này. Đầu tiên em hiểu trong máy tính không có nút nguyên hàm, chúng ta chỉ có nút gì thôi, tích phân thôi, đúng không? Có nút tích phân thôi. Thì bây giờ em sẽ bấm như sau. Nguyên hàm của hàm f nhỏ x thì coi như nó là hàm f lớn x. Cái bản chất bấm máy này, bây giờ em đi đạo hàm hay về? Đạo hàm hay về thì chỗ này còn fx thôi, đúng không? Nguyên hàm đạo hàm quay đúng về hàm số ban đầu f lớn x. Đạo hàm là xong. Chứ nhỉ? Đạo hàm hay về. Thì bây giờ em sẽ thấy ngay hàm f của em ở trong. Em thấy x là một số bất kỳ nhá. X này, nhân cả x bình cộng 7. Chú ý kỹ nhá, mũ 15. Bây giờ em hãy giúp thầy thay một số bất kỳ vào. Thay thì em biết thử ấn nút can rồi, đúng không? Can. Thì thay số 2 đi, bằng. Kết quả là 8,3 x 10 mũ 15. Thằng này là f tại 2 nhá. Bằng 8,3 x 10 mũ 15. Bây giờ các bạn phải tính f phải tại 2 này xem nó có ra cái số này hay không. Nếu ra đúng cái số này, số 8,3 x 10 mũ 15 mình chọn luôn. Bây giờ bấm từng đáp án nhá. Bây giờ để mở bản đáp án thử này. Đạo hàm là rút nút gì? Ấn nút shift với cả nút dưới nút menu này. Em nhập con này vào 1/2 nhân với cả x bình cộng 7 tất cả mũ 16 đúng không? Là x chứ. Nhập thành chữ y. Rồi. Ok chưa? Không cần nhập c đâu. Đàm tại 2, ấn bằng một cái. Nó ra 1,3 nhân 10 mũ 17, sai rồi, không giống cái số 8,3 nhân 10 mũ 15. Vậy thì ở đây em sẽ phải bấm thử các đáp án khác. Thì bây giờ em bấm thử đáp án D em biết ngay, nó đúng luôn này. 1/32 này. Nhân với cả x bình cộng 7 tất cả mũ 16. Đó, đạo hàm tại x bằng 2. Nhớ nhá, đạo hàm tại x bằng 2 nhá. Đây này, f phải là đạo hàm, ấn bằng một cái. Đấy, em thấy chưa? Đúng 8,3 nhân 10 mũ 15 chưa? Chuẩn luôn, chọn đáp án D. Tương tự luôn. Mình bấm tương tự thử một con nhá. Hơi chói đúng không? Hơi chói một tí. Ok. Thầy xem nào. Rồi hơi lóa một tí. Câu 2 các bạn nhìn này. Đã thông chưa? Thầy nghĩ là có những bạn thì thông rồi, có những bạn thì chưa thông. Một con ví dụ nữa để thông luôn. Câu 2 này. Em nhìn nhá, nguyên hàm của hàm số này bằng bao nhiêu thì em sẽ thay một số này vào đây. Đây là hàm f nhỏ x này. Đây là f lớn x là các đáp án này. Thì bây giờ f nhỏ của x nó phải bằng f lớn của x đạo hàm. Theo đúng bản chất, đúng không? Thì bây giờ em sẽ ấn tính f nhỏ tại một số bất kỳ. Em thích số nào cũng được. Thì số 2 đi. Thích ngày sinh của em vào cũng được, nhớ ngoài làm trong tập xác định là được thôi. Thì bằng f phẩy tại mấy? Tại 2, nó phải bằng như này mới đúng. Thì bây giờ mình sẽ thay thằng này tại 2. Bấm vào cái nào. Nhập vào là 1 này, chia cho 1 cộng x bình phương. Đó, nhân x. Được cho em. Can, mình thay số 2 vào thầy. Can 2 bằng ra 1/10 em ạ. 1/10. Bây giờ em xem f phẩy của thằng nào ra bằng 1/10 thì mình chọn thôi nhá. Là đạo hàm shift với cả nút này, nút tích phân, đạo hàm. Em đạo hàm từng con một này. Len trị tuyệt đối của x, em để luôn len x được, không sao cả. Nhân cả x bình cộng 1, ổn chưa? Em đạo hàm tại x bằng mấy? 2. Em bằng có thể một cái. Kết quả là 5,27, sai rồi. À sai rồi. Mình thử sang đáp án B. Là gì đây? Len trị tuyệt đối của x. Len trị tuyệt đối của x là len x cũng được, bởi vì để số 2 là số dương mất rồi. Cộng x bình phương. Đạo hàm tại x bằng 2 nhé. Bằng 1,73, sai nốt rồi, đúng không? 1,73 sai nốt rồi. Ồ, sai nốt rồi. Tiếp này, C là bao nhiêu đây? Len của trị đối x. X đi. Chia cho căn của 1 cộng x bình phương. Rồi. Đạo hàm tại x bằng 2. Đúng, 0,1 là 1/10 đấy, đáp án C. Hết bài. Đó, 0,1. Đấy, bấm từng đáp án nào ra đúng 1/10 thì mình chọn thôi. Thì các bạn nhớ xe cái này thật nhanh về và xem lại với thầy. Cả hai ví dụ thầy đều nói, tự luận vào máy tính. Con này tự luận thì làm như nào?
Câu số 2 tự luận thì làm như nào em ơi? À tự luận nhá. Ở đây có bạn Phạm Hồng Quế thích tự luận này. Bạn nào cho xe về thật nhanh đi. Và học phí của lớp mình biết chưa? Học phí bất kể bạn nào học trong lớp livestream của thầy hiện tại là trả bằng một tim. Nhớ chưa? Trả bằng một tim. Thả tim đi. Nào bây giờ các bạn nhìn này. Con này nhá. Thì con này tự luận thì các bạn sẽ thấy ngay là à có một cái vấn đề ở đây là một cộng x bình phương thằng này hơn thầy một bậc, nhưng tuy nhiên cái x này không nhân với dx, phải có giống dấu hiệu mà trong sách thầy đã nói, sách thầy nói dấu hiệu là phải có x nhân dx nhá. Đó thì bây giờ các bạn làm nào để có x nhân dx? À em chưa có thì em hãy tự giác nhân thêm vào cho thầy, đúng không? Chứ bây giờ bảo đâu ra tự nhiên nó xuất hiện được. Bây giờ em muốn có người yêu thì em phải đi tìm, đúng không? Nhân cả từ cả mẫu với x thì ở dưới mẫu sẽ là x nhân x là x bình phương. Ổn áp chưa? Bây giờ em đặt này, đặt cái thằng một cộng x bình phương bằng bằng t, em vi phân cho thầy một cái đạo hàm, một đạo hàm bằng không, x bình em đạo hàm nó là 2x nhân đi dx, t đạo hàm là 1 nhân dt, là ghi mỗi dt thôi. Vậy tương đương ở đây x nhân dx của em nó sẽ bằng là dt trên trên 2. Easy game. Em thấy cái thằng này giống nhau chưa? Xếp hình vào thầy, lắp ráp vào thì thằng này là nguyên hàm x nhân dx là dt trên 2. Được chưa nhỉ? Một cộng x bình phương em thay bằng chữ t. Ô thế x bình thay bằng cái gì? À em hãy rút ra tiếp chỗ này cho thầy. X bình của em nó chính là bằng t trừ 1. T trừ 1. Và đây là nó quy về cái dạng nguyên hàm dạng gì đấy em? Hữu tỉ. Và nguyên hàm dạng hữu tỉ thì em biết cách tách rồi, đúng không? Tách nó ra AB là 1 này này t này. Đó, tách ra là t trừ 1 này. Tách ra hai thằng cộng với nhau như này. Thế bây giờ hai thằng ở trên này bằng bao nhiêu? Bằng số bao nhiêu? Đó, bằng số bao nhiêu? Thì đây là âm 1, đây là 1. Tại sao thầy nhầm được luôn? Thì bạn nào mà tốt, quy đồng tốt ấy, em quy đồng lên em nhầm thì nó ra đúng thằng trên tử bằng số 1, đúng không? Là được. Bạn nào không nhầm được em bấm máy tính. Cách bấm máy tính thì thầy đã nói cho các em rồi. Ví dụ, ở đây là 1/2 này ném ra ngoài rồi, tức là ở dưới mẫu ấy, nó chỉ còn t nhân cả t trừ 1 thôi. Cách bấm như sau. Ở trên tử là số 1 ghi số 1, nhưng riêng dưới mẫu các bạn phải ấn đạo hàm vào thầy, ship đạo hàm này. Đạo hàm này, nhập vào là x nhân cả x trừ 1, đúng không? Đó, bấm rất chậm nha. Nhớ chỗ này đạo hàm để là x bằng x. Xong em ấn nút can cho thầy. Ấn nút can cho thầy. Can. T là nghiệm x bằng 0. Thay số 0 vào bằng. Đúng ra âm 1 chưa? Trên tử sẽ là âm 1. Còn trên tử chỗ này sẽ bằng bao nhiêu? Nghiệm ở đây là bằng 1. Ấn can số 1 vào cho thầy. Số 1 nhá. Nghiệm 1 ấn số 1 bằng. Đúng số 1 chưa? Lắp vào phát là xong luôn. Hết. Thế này các bạn tính nguyên hàm thì đơn giản rồi. Đúng không? Thì nó bằng gì đây? 1 phần 2 này. Nhân gì nữa? Nên gì nữa? Len, thằng này là trừ đi len trị độ của t cộng cả len trị độ của t trừ 1 cộng c. Và đến đây các bạn thay t theo x, thay t theo x là làm được bài thôi nhá. Tuy nhiên làm này các bạn thấy nó rất dài, dài hơn là việc chúng ta sẽ đi bấm máy tính từng bước một, nên có những bài các bạn nên giải tay và có những bài các bạn nên bấm máy tính, chứ không phải lúc nào các bạn cũng đi giải tay, lúc nào các bạn đi bấm máy tính đâu. Có những bài bấm máy tính rất là lâu nhưng mà đơn giản quá. Trong cuốn sách của thầy 14 kỹ thuật giải nhân tích phân, thầy đã phải nói cho các bạn cả tự luận, cả trắc nghiệm, cả bấm máy, cả công thức giỏi nhanh để các bạn có nhìn có hệ quy chiếu nó tốt nhất. Còn cách bấm máy tính của thằng hữu tỉ này, các bạn có thể nhìn trong sách nhé. Bạn nào có sách mở của thầy, nguyên hàm dạng hữu tỉ cho thầy, trang 19. Đây, mẹo sử dụng máy tính, nguyên hàm dạng hữu tỉ, thấy không? Ghi hết cho các em rồi này. Nói chung là các bạn chỉ việc theo đúng những thứ tự trong sách thầy đã nói cho các bạn thôi. Bởi vì cái thứ tự này là dành cho các bạn kể cả mất gốc, các bạn vẫn theo được, vẫn cứ hiểu được. Ví dụ thì quá cẩn thận rồi. Đây, ví dụ các bạn nhìn này. Ví dụ nhá, cách một tự luận này, cách hai bấm máy tính này. Đó, quá cẩn thận rồi. Nên đọc kỹ, đừng bỏ lỡ một trang nào, nó rất là phí nhá. Rồi, thì kết thúc câu số 2. Ngon chưa? Đây à? D à? Con này bấm ra D à? Thầy bấm lại xem nào nhá. Bấm lại xem nào. Bấm lại thằng này nhá. D nhá. Chỗ này phải có cái gì đây? Ở đây là thử lại xem nào, 1/2 đúng không? Đạo hàm là 1/2 nhân bao nhiêu đây? Len của bao nhiêu? Len của chỗ này là x bình phương đúng không?
x bình phương chia cho 1 cộng x bình phương. Được chưa? Đạo hàm tại x bằng 2 bằng, ok, nó cũng ra 0,1 này, 0,1. Nhưng tuy nhiên ở ở đây cái t của chúng ta ấy, cái t của chúng ta lại là gì em nhỉ? Hai đáp án này nó đều có thể giống nhau này, đều dùng được giống nhau này, đúng không? Hai đáp án đều ra 0,1 này, bởi vì thằng này căn bậc 2 của một cộng x bình phương vứt 1/2 ra ngoài, thằng này cũng vứt 1/2 ra ngoài, đúng không? Nhưng tuy nhiên đáp án đúng ấy, đáp án đúng ấy nó phải là đáp án gì? Nó phải đáp án C, nó phải đáp án C, nó hợp lý chứ nhỉ? Rồi từ từ xem nào. Ồ, nó cũng giống nhau này, chắc là phải sử dụng một cái số khác, số này nó hơi đặc biệt rồi, số khác đi, thế cho số 3 đi, bằng số 3 mà 0,333 này, thử số 3 nhá, thì bấm thằng này ra số 3 em mà 1 chia cho bao nhiêu đây đấy, lúc em bấm là số đẹp quá cũng phải rất nguy hiểm, quên không thử lại cho các bạn đấy, nhân 3 số 3 0,003. Ồ, nó phải đáp án D các em ạ, D các em ạ, chứ còn C lại bị sai mất rồi. C mình thay số 2 vào nó lại sai. Ồ, quên mất nó phải ra số xấu cơ nhá. Đấy, ẩu một phát là thầy cũng quẳng luôn đây này. Nào, đạo hàm thằng này là x gì chia cho căn của 1 cộng x bình phương. Được chưa? Đạo hàm x bằng 3 đi, bằng. Ồ, đúng rồi, chỗ này các bạn phát hiện đúng rồi, chỗ này D nó cũng ra. Ồ, thầy lại ẩu quá, sorry các em. Không phải bấm máy thì không tin tưởng được đâu, mà là lúc ấy thầy hơi ẩu đấy, bởi vì thầy dặn là phải ra số xấu cơ, 138 nhá. Đây này, trong 138 thầy có dặn là phải ra số xấu, nhưng lúc ấy thầy hơi ẩu đó đấy, quên mất đấy. Đây này, thầy còn nói cho các bạn này, này trong bấm máy đánh này, chọn A sao cho kết quả của FA thật xấu. Các bạn thấy chữ thật xấu không? Kết quả FA thật xấu đó, chứ còn kết quả lúc ấy đẹp quá. Khi kết quả đẹp quá thì thường ấy là các bạn so sánh đáp án nó dễ bị nhầm, bởi vì có nhiều đáp án nó có thể ra số đẹp như cái câu lúc nãy vừa rồi đấy đó, nên các bạn hãy chọn A một số khác, sau đó thật xấu vào. Lúc ấy mình hãy chọn đẹp quá, thầy lại hơi ẩu, thầy không không thay thử rồi, cái này là lỗi của thầy rồi, chết hư rồi. Nha, đấy, trong sách thầy nói kỹ rồi về ra số xấu, được chưa nhỉ? Còn đây là tự luận đây rồi, ok chưa? Thay t cho thầy theo x là các bạn ra được đáp án này, lên hai hàng trừ nhau, ok. Rồi bài số 3 nhá, câu 3 này, c không phải 0,03 đâu, c ra số khác đấy, đây c ra số 0,31 cơ. Sách ở trên caption của thầy rồi nhá. Lúc nãy là thầy quên lười cho số xấu, thầy không muốn thử lại, à ra số đẹp quá thầy không thử lại, phải ra số xấu nhá, đúng nguyên tắc phải ra số xấu nhá. C ra 0,137 cơ nhá. Đây, C ra thằng này cơ mà các em. Thằng C ra bao nhiêu? À, C cũng ra thế mà. Đúng không? C cũng không phải 0,3, lúc ấy thầy bấm nhầm rồi. 0,3, ôi thì như thầy làm đúng rồi. Thầy làm đúng rồi. Hai đáp án này là giống nhau rồi. Đúng rồi, hai đáp án này là giống nhau, hai đáp án đều đúng các em ạ. Hai đáp án đều đúng. Hai đáp án đúng nhỉ? Đúng rồi, không phải 133. 1/2 này. Mình xem tự luận của mình xem có vấn đề gì không nhá. Tự luận này, len trị đối của t trừ 1 này chia t này, đó cộng c phải bằng là 1/2 len trị đối của bao nhiêu, t trừ 1, t là bao nhiêu nhỉ, t là bao nhiêu, t của mình là bằng 1 cộng x bình phương chia cho trừ 1 chia cho t là 1 cộng x bình phương rồi cộng c, đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ có hai thằng này trừ nhau rồi, là 1/2 len của x bình, hai hàng trừ nhau len của x bình chia cho 1 cộng x bình phương, bởi vì thằng này luôn dương rồi nên có thể phá trị đối ra ngoài như thằng này. Đáp án đúng là đáp án D. Ồ, C, C nó cũng đặc biệt quá nhở. Ồ, thế mới hay, bài này hay phết.
Số lẻ thế vẫn đúng. Xem nào, số 1 xem có ra khác không nhá. Thật xấu. 0,5 này. Cho số 10 đi, cho xấu hẳn đi. Đây, cho rất xấu này. Thử bấm lại này, cho rất xấu nhá. Ở đây là mình có một chia cho 1 cộng x bình phương. Tất cả nhân cả x này. Can số 10 đi. Rồi, số này 0,00099 đúng không? Rồi bấm thử đáp án C lại, 0,0099 nhá. Đạo hàm này. Len, cái bài này hay phết. Bảy phết đấy. 1 cộng x bình phương. Đúng không? Đạo hàm tại 10. Cũng thế. Ồ. Cũng thế. Cũng thế cơ. 0,0099. Ừ, nó cũng thế này. Thằng này cũng thế, 1 phần 2. Buồn. Con này ác đấy. Đặt tại 10 nhá. 9,9 nhân 10 mũ trừ 4. 9,9 mũ trừ 4, cả hai thằng đều ra thế cơ. Uầy. Dị thực sự con này. Thế nào, thầy vứt x bình ra ngoài nhá. À đúng trá rồi còn đâu. Đúng rồi. Em ơi, hai đáp án đều đúng. Thằng này nếu mà vứt ra ngoài ấy, hai đáp án đều đúng rồi, có đáp án sai đâu. Đúng rồi, hai đáp án đều đúng nhá. Thằng này này. Bản chất ấy 1 phần 2 len của thằng này là thế ghi là x thôi, chia cho 1 cộng x bình phương. Các em hiểu không? Thế là tất cả mũ 2 cho các căn bậc 2 này, tất cả mũ 2 đúng không? Hai thằng bằng nhau chưa? Thì cái số 2 thì vứt ra ngoài ấy, thì 2 giúp cho 2 và bằng bằng ấy, bằng nhau, được chưa nhỉ? Vậy cả C và D đều đúng các em ạ. Tại sao vứt ra ngoài phải có trị đối nhá. Cả hai đáp án đều đúng. Hai đáp án đều đúng, không đáp án là sai cả. Chết, đề này là do ra đề bị lầm thôi. Chứ còn hai đáp án đều đúng. Hai đáp án đều đúng, chứ không phải là thầy sai đâu. Hai đáp án đều đúng, bấm máy cũng đúng, mà giải tay của thầy ra cũng đúng nhá. Là do đáp án thôi. Hơi lag, đáp án đề nó hơi lag. Ok, chấp nhận. Hai đáp án đều đúng. Chúng ta sẽ có cả C và D đều đúng nhá. Hai đáp án đều đúng. Rồi. Câu 3 nào. Câu 3. Ở đây các bạn sẽ có tích phân từ 1 đến căn 3 của x nhân căn bậc 2 của x bình cộng 1 đến dx bằng 2 phần 3 a trừ đi căn b. AB là các số nguyên dương, mệnh đề nào sau đây mệnh đề đúng. Rồi, em nhớ một nguyên tắc bất diệt gì trong tích phân này. Đó là gì? Cứ có căn thì hãy đặt căn bằng T thôi. Bởi vì cái nguyên tắc này thông thường là phải đến 90% các bài có căn là căn bằng T phát ra luôn. Có thể bình phương cũng được nha, bình phương ra là xong nha. Rồi. Các bạn nhìn nhá. Ok, có bạn chọn 3A rồi này, Quang Trung 3A, còn đồng chí nào nữa không? Không cần bấm trị đổi cũng được. Không cần bấm trị đổi. Hai cái như nhau mà. Thì câu 2 là D, C và D như nhau. Nhá, là mình cứ ngáo, cứ tưởng mình làm sai, hóa ra mình làm đúng rồi. Ở đây các bạn nhớ đặt căn bằng T thì các bạn đặt cái gì bằng T này? Đặt căn của x bình cộng 1 bằng bằng T bình phương 2 về đây thầy là x bình cộng 1 các bạn sẽ bằng T. T bình phương. Nhớ ý tưởng chưa nhỉ? Căn bằng T, nhớ bình phương khi em đặt căn. Lúc này em biết vi phân. Vi phân. Vi phân như đạo hàm thôi, x bình đạo hàm là 2x nhân dx. T bình là 2T nhân với gì em nhỉ? DT. 22 rút gọn phát nữa. Ổn chưa? Vậy ở đây các bạn thay vào đây luôn nhá. Các bạn thấy chữ x nhân dx chưa? C bình. Đấy, ta bảo đứa nào có người yêu thì rất giỏi tích phân. Xếp hình rất giỏi. Nào, x nhân dx của mình thay bằng là t nhân dt. Nhân dt ở ngoài đây. Còn căn này mình đặt bằng gì rồi? Bằng t mất rồi. Được chưa nhỉ? Bây giờ các bạn nhớ mình đang đổi biến thì các em phải có một bước là bước đổi cận. Cận của các em ấy là đang cận x là 1 đến căn 3. 1 và t, x bằng 1 thì các bạn thay vào đây thì ra t, có hiểu không? 1 cộng 1 là bằng 2, là căn 2 này. Căn 3 thay vào đây. Căn 3 mà bình phương lên nó sẽ bằng là 3, 3 cộng 1 là 4, căn 4 là 2 rồi. Vậy chỗ này là căn 2 đến
đến 2. Lúc này các bạn có nguyên hàm của T nhân T là T bình phương, mà nguyên hàm T bình là T mũ 3 trên trên 3. Easy game. Thay cận cho thầy từ căn 2 đến đến 2. Vậy thay vào đây cho thầy là 8 này phần 3 trừ đi, thay căn 2 vào đây. Căn 2 mà mũ 3 lên là 2 căn 2 trên 3. Được chưa nhỉ? Với vứt 2 phần 3 ra ngoài thì các em sẽ có đây là số 4, còn đây là căn 2 trên căn 2 thôi. 4 trừ căn 2. Xong. Vậy ở đây chúng ta sẽ có A của mình là bằng số mấy đây? A là bằng số 4 này. A bằng số 4 này. Và B của mình là bằng số 2 này, đúng không? B bằng 2. Rồi. Thì bây giờ A bằng 2B. Xong luôn, đúng không? Đáp án A. Hết bài. A luôn. Các bạn hiểu chưa? Vi phân như đạo hàm thôi mà. Các bạn nữ không phải học đâu, để sau mình nuôi. Được. Có nuôi được không? Mới là cái vấn đề, mày nuôi được, mày nuôi thầy luôn đi. Cái vi phân như đạo hàm thôi, thêm mỗi thằng dx thôi mà. Hiểu chưa? Để còn đếch nào. Các bạn đã hiểu chưa? Hiểu rồi comment một cái xem nào. Xong rồi đúng không? Câu 4 nhá. Câu 4. Y bằng tích phân từ căn 5 đến A. Đúng không? Của dx chia cho x nhân căn của x bình cộng 4. 1 phần 4 nhân len của 5 phần 3. Với A lớn hơn căn 5. Khi giá trị của A là bằng bao nhiêu? Giá trị của A là bao nhiêu? Ủa, con này thì các bạn có thể là đặt gì bằng T? Cách 1 nhá. Là em đặt cái thằng gì bằng T? Đặt luôn căn của x bình cộng 4 bằng bằng T. Như phương pháp thầy dạy có căn, các em cứ đặt căn bằng T là làm sao. Cách số 2 là mình làm như nào? Là các bạn thay luôn cái đáp án vào, đúng không? Gì đâu, easy. Thay luôn tích phân của 1 chia cho x nhân với cả căn của x bình cộng 4. Thay luôn. Thay cận là từ căn 5 đến A này. Bây giờ nếu nó bằng đúng thằng này thì hai thằng trừ nhau phải bằng số 0. Đây, trừ 5 phần 3. Ổn chưa? Thầy ấn thay này. Thay từng đáp án nhé. Ấn can. A bằng 2 căn 3 này. À, căn lại cái. X bằng số bao nhiêu cũng được. Cho là 2 căn 3. Bằng 0. Úi, đáp án A luôn. Nghĩ ngợi làm cái gì? Xong. A các bạn thay bằng 2 căn 3. Và X thay bằng số nào cũng được. Tùy đi. X thay bằng ngày sinh của thầy đây. Nhớ để còn tặng quà nhé. À đây. Được chưa? Bằng 0. Quá đơn giản. Được chưa? Rồi, câu số 5. Câu 5. Y bằng tích phân từ 0 đến 1 của x chia cho căn của x bình cộng 1 nhân dx bằng A căn 2 cộng B. Tính giá trị A nhân B. A nhân B bằng bao nhiêu? Nào, bài này lại có căn rồi. Em lại đặt căn bằng T để tìm ra A và B. Đặt căn bằng T cho thầy. Được chưa nhỉ? Em bình phương 2 về lên cho thầy là xong. T bình, đúng không? Bình phương sau em đi đạo hàm cho thầy luôn nhé. Đạo hàm của x bình là 2x. Thì vi phân em nhân thêm dx nữa cho thầy là xong thôi. T bình thì đạo hàm là gì? Là 2T. Đó. Thì vi phân nhân thêm dt. 2 với 2 các bạn rút gọn đi. Bây giờ em lắp ráp này. Thầy chữ x nhỉ? Nhân dx ở con đề bài không? Em thay lại vào là xong. Y của mình nó bằng bao nhiêu? Thì đổi biến xem, nhớ đổi cận thêm cái nữa cho nó chuẩn. X của em là 0 và 1. 0 em thay vào đây thôi là T bằng 1. 1 em thay vào đây, 1 cộng 1 là 2. Chỗ này là căn 2. Vậy Y các bạn là tích phân từ 1 đến căn 2 của X nhân X. X nhân X của em nó chính là thằng gì đây? Em nhìn này. Em thay nó vào. Nhân X của em là T nhân DT. Chuẩn chưa? Lắp vào đáp vào thôi. Lắp xong thằng nhân tử của nhau. Lắp là dưới mẫu. Căn em đặt nó bằng gì thôi? Bằng T. Căn này này. Đúng không? Em đặt bằng T mất rồi con đấy. Đó. Thì em rút gọn T với T đi. Thì còn số 1 thôi. Mà nguyên hàm của 1 em biết rồi. Cái gì đạo hàm ra 1? À T. X đạo hàm là 1. T đạo hàm là 1. Đúng không? Nhưng tích phân là thay cận từ 1 đến căn 2 vào. Vậy kết quả của em là căn 2 trừ số 1 thôi. Vậy suy ra A của em ấy nó bằng số mấy? Số 1. Mà B của em nó bằng âm 1. Vậy thì A nhân B của em là âm 1. Đáp án A. Xong. B sao bằng 0 được?
Nhầm rồi, Đa Bà Nà nhá. Nguyễn Thị Hồng Lương thầy dạy bấm máy tính ạ. Thích bấm máy à? Được, các em thích bấm máy là thầy sẽ dạy bấm máy cho em nhá. Lắng nghe này. Cho tích phân y, tích phân từ 0 đến 4 của dx chia cho 3 cộng căn của 2 cộng 1 bằng a cộng b nhân lên 2/3. Mệnh đề nào dưới đây là mệnh đề đúng? À, con này thì các bạn có thể đặt cái căn này bằng t đúng không? Vì phân phát là xong. Cách số 2 bấm máy tính này, thầy dạy bấm máy tính luôn nhé. Bấm máy tính. Em xem đáp án nào ấy, nó ra số đẹp thì em chọn thôi. A B là số đẹp em chọn. Phương trình đầu tiên thì em bấm con tích phân này ra trước cho thầy. À, bấm tích trước cho thầy. 1 chia cho bao nhiêu đây? 3 cộng căn của bao nhiêu? 3 cộng căn của 2x cộng 1. Đó, em bấm máy từ 0 đến 4 bằng 0,78. Em lưu luôn con số này vào máy tính giúp thầy. Lưu luôn vào cho thầy. Store. Nút cho máy tính em có lưu store này. Store em lưu vào A. Có bạn nào có 580 à 570 thì ấn shift store và lưu vào A. Lưu A xong rồi nhá. Thì em sẽ để ý cho thầy một chút là ẩn của nó là A nhỏ cộng B. Thầy để hệ số là lên 2/3 ra ngoài đi. Đó, thì bằng A lớn. Con tích phân này là bằng A lớn. Đúng không? Thì bấm từng đáp án ra. Đáp án A của mình có thể là A trừ B từng đáp án này. Em xem đáp án nào ấy. Ra số đẹp thì em chọn. Vì lên 2/3 số vô tỉ nên chỉ có một đáp án là số đẹp thôi. 1, 9 này. 1 này. 2 này. Em nhìn nhá. 1 này, hệ số đứng trước A là 1. Hệ số thằng này lên 2/3. Đáp án A lớn này, mình gọi A lớn ra thôi. Gọi A lớn ra. Được chưa? Gọi A lớn ra bằng từ đáp án A là bằng 1 này, B là âm 1 này. Được chưa nhỉ? C là bằng số 3, ăn bằng cái. Số lòi, sai lẻ, A loại luôn. Đáp án B nào, đáp án AC, 1 trừ 1 và 5, 1 này, trừ 1 này, 5, nhớ hệ phương trình nhá, lại xấu rồi, sai, C nhá, 1, 1 và 5, ui dồi, đẹp long lanh luôn, 2 với cả hạ 3, C luôn, hết vậy, đó, xong, nhá, thì cái bấm máy tính này thì em nói cho các bạn ở trong cái cuốn 14 kỹ thuật giải nhân tích phân rồi, được chưa, đây các em mở cái bấm máy tính ra. Các bạn bấm máy tính tích phân hàm ẩn đây này, thấy không? Có hết rồi, tích phân 138 nhé. 138. Chung là combo cả cái bộ sách này đang giảm giá rất sâu cho các bạn luôn. Giảm giá 55% cơ. Cả cái cuốn bộ đề nữa. Đây, cái này nó rơi vào tích phân hai ẩn à. Đây, đó là những cái bài toán nó tích phân chống lại Casio, nó cho ẩn AB. Thì các bạn đi giải hệ. Đó, đi giải hệ. Nằm ở trong mục trang 143 nhá. Đó, tích phân hai ẩn. Kể cả tích phân ba ẩn của bấm máy tính trong này luôn. Kể cả ba ẩn, đây. Các bạn thấy cái bước giải hệ không? Đấy, trong máy tính thầy nói cho các bạn này, giải hệ này. Đó, thấy không? Còn kể cả ba ẩn cũng bấm luôn, không phải sợ ba ẩn, các bạn thấy ba ẩn không? Ba ẩn không? ABC không? Đó, có hết 3 ẩn. Nhá. Đây, 3 ẩn đây. Tổng hợp kim chống lại Casio 3 ẩn ABC. Bấm được hết. Không xoắn thằng nào luôn. Nên là các bạn nhớ là đọc kỹ sách cho thầy, bạn nào đã sử dụng sách rồi. Ok chưa? Tất nhiên là không phải là câu nào bấm được, nhưng mà câu nào mình bấm được mình tận dụng luôn, đỡ phải tính tay, nó lâu ra. Nào. Câu theo nhé, câu số 7. Câu 7. Tính giá trị y bằng tích phân từ 0 đến căn 7 của x mũ 3 nhân dx chia cho căn bậc 3 của 1 cộng x bình phương viết dưới dạng phân số dưới dạng a trên b. Khi đó giá trị của a trừ 7b bằng bao nhiêu? Ok. Con này mình đọc đề bài biết ngay là cái con này nếu mà bấm máy tính ra nó ra một số phân số rất là đẹp a trên b. Thì từ đây các bạn nhìn được AB luôn. Con này chẳng cần đi giải. Chứ bạn nào mà rảnh đi giải thì các bạn thể đặt căn mũ 3 bằng t. Sau đó các bạn mũ 3 hãy về lên và rút tách x mũ 3 ra thành x bình nhân x là xong nhá, là xong, nhưng nó hơi dài đấy thì mình bấm máy tính cho nó nhanh. Đấy, thầy hướng dẫn cách tự luận rồi thì nhắc lại lần nữa này, đặt căn bằng t, tách x mũ 3 ra thành x bình nhân x là các bạn làm được chưa nhỉ? Này, bấm máy tính, các bạn bấm giúp thầy đi xem đáp án là gì luôn. X mũ 3 chia cho căn bậc 3 của 1 cộng x bình phương, rồi thay cận từ 0 đến căn 7 vào.
Rồi nó ra là 7,05. 7,5 phân rồi giảm bằng bao nhiêu? Các em có thể gõ lại 7,05 cho thầy. 7,05 ấn bằng một cái và tự làm tròn là 141 phần 20. 141 phần 20 tức là A 41 và B là 20. Vậy thì A chứ 7B bằng bao nhiêu? 7 nhân 20 là 140. 141 trừ 140 còn số 1 đáp án B. Xong. Hết bài. Đó. Easy chưa? Tức là các bạn phải nhận biết được là đề bài nó cho các bạn phân số như này thì tức là nó ra số đẹp rồi. Chẳng tội gì không bấm cả. Tương tự như thế em hãy giúp thầy bấm câu số 8. Bấm câu 8 em ạ. À. Cho thầy xin đáp án câu số 8. Đáp án câu 8 à. Bạn nào vào sau nhớ xe về xem lại luôn nhá. Học phí của lớp mình là 1 tim, nhớ chưa? 1 tim. Nhớ thả tim xong rồi mới học. Sách mua ở đâu vậy thầy? Thầy bảo rồi, sách em nhìn ở trên phần caption của thầy nhá, hoặc là em thấy ở trên gì nhỉ, trên trên cái top comment ấy. Ngoài sách ra ấy thì các bạn còn đang có khóa livestream của thầy, khóa livestream bộ đề này, live khóa live pro đang được khuyến mãi 50% nhá, cũng ở trên caption luôn, các bạn ấn vào đấy là đăng ký sẽ nhỉ. Rồi ra ký đáp án gì đây? 8 xuống 7 đáp án gì đây? Giống mẫu đúng không? AB thôi, giống hệt có 7 không? Giống hệt, chỉ thay mỗi ẩn khác đi thôi, đúng không? Vẫn đáp án là gì? B nhá. Vẫn B, y hệt. Chả khác gì cả. Giống đúng không? Đấy các bạn thấy không? Nó chỉ đổi ẩn đi thôi. Câu 9 này. Tiếp tục biểu thức chứa len và menu. Rồi mình xong dạng đầu tiên rồi này. Hơn cái nhỏ bằng bậc, nhớ đặt cái thằng bậc to hơn bằng t, có căn đặt căn bằng t, đấy là phương pháp. Đây mình sang biểu thức chứa len x và len u. Rồi. Hy sinh hai hai đồng chí. Đồng chí tiếp theo nào. Nào, tích phân từ 1 đến e của len x chia cho x nhân len x cộng 2 nhân dx bằng a nhân len mã 3 phần 2 cộng b. Bên này sẽ mình đúng. Các bạn nhớ nhá, nhớ đợi đến cái dạng năm này này thì khẳng định cái dạng năm xu hướng, đây là xu hướng cho năm này. Cái này mà không làm được mới là toang này, này. Đó, đi dần dần. Nhớ đấy. Dạng cuối cùng. Thì bây giờ các bạn thấy nhá, riêng dạng có len các bạn nhớ nguyên tắc. Nguyên tắc là một hàm nguyên hàm của hàm f có len x thì bao giờ nó cũng xuất hiện một trên x ở đây nếu nó là dạng đạt thực phụ. Còn nếu mà nó không có một trên x ấy, nó không có một trên x ấy, thì các bạn phải nhớ dạng này dạng từng phần. Từng phần. Xin nhỉ? Đó, thì đối với cái dạng mà có một trên x các bạn hãy đặt cho thầy cái thằng len x bằng t. Là xong. Xin nhỉ? Trong sách nói rất kỹ rồi. Bạn nào có sách thì mở tiếp vào thôi. 79. À, quên mất, mình hãy mở từng phần. Đó là trang đây. Đi rùi. Có nhiều đề quá. Trong lúc đợi thầy các bạn có thể comment đáp án luôn. Đây rồi nhá. Chú ý này. Dạng 3 này. Tích phân từ A đến B của f len x nhân 1 trên x nhân dx đặt len x bằng t, dt ra 1 trên x nhân dx. Đó, nói rất kỹ rồi, các bạn có thể cắt lại màn hình để các bạn xem phần lý thuyết và phương pháp nhá. Rồi, bây giờ thầy sẽ cho các bạn thử này. Con này luôn. Ở đây các bạn sẽ thấy ngay là thằng này có x 1 trên x 1 trên x nhân dx. Em hãy làm động tác gì em? À, thấy có 9D này. Vũ Minh Thư 9D rồi này. Ngon. Tốt. Đặt cho thầy. Đặt cho thầy. Cái gì đây? Đấy, con này bấm máy được đúng không? Con này bấm máy được. Nào, đặt cho thầy cái thằng len x cộng 2 bằng gì? Bằng t. 1 trên x nhân dx. Nó bằng gì em nhỉ? Dt. Rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ có nhớ nhá, len x đạo hàm ra 1 trên x nhân dx nhá. Bên em thay là đổi cận này. X này, t này. Ở đây là 1 và e. 1 thay vào đây thôi, len 1 là bằng 0 rồi. 0 cộng 2 là bằng 2. E thay vào đây, len e thì bằng 1 rồi, 1 cộng 2 là bằng 3. Các bạn bảo tại sao thầy không đặt luôn len x bằng t mà đặt len x cộng 2 bằng t? Đấy là cái bí quyết.
Các bạn nhớ này, khi mà các bạn ấy đặt Lenix bằng T nó vẫn ra, nhưng mà tuy nhiên nó dài hơn. Còn các bạn đặt Lenix cộng 2 bằng T để cái mẫu các bạn nó chỉ còn chữ T thôi, nó sẽ còn đơn giản hơn nhiều và nó nhanh hơn nhiều. Đấy là cái bí quyết để các bạn làm cho nhanh. Mặc dù Lenix bằng T nó ra, nhưng Lenix cộng thêm hằng số nó cũng thế thôi, nó cũng đạo hàm ra được 1 trên x thôi. Nhưng chúng ta nên là đặt cái thằng bằng T thì nó đơn giản hơn. Vậy y này của các bạn sẽ bằng gì? Tích phân từ 2 đến 3 của Lenix các bạn thay bằng gì đây? Lenix các bạn rút ra bằng T trừ 2. Đưa theo T cho thầy. Chia cho Lenix cộng 2 các bạn đặt bằng T mất rồi. Chứ nhỉ? Còn DX trên X nó chính là chữ gì đây? DT. Đó, lắp ráp vào. Bây em thay. T chia T là bằng 1. Chia thức dễ hơn nhiều. Trừ 2 trên T. Nhân DT. Mà nguyên hàm của 1 em x thừa là chữ T rồi. Mà nguyên hàm của 2 trên T là 2 nhân gì? Len chữ độ T. Đến tầm này ý, mà công thức nguyên hàm cơ bản không thuộc ý, thì thấy thật ý, là các bạn nên là phải kiểm điểm lại ngay. Đang được nghỉ học, kiểm điểm lại ngay đi và học ngay công thức nguyên hàm của thầy đi. Tầm này mà không học được công thức nguyên hàm cơ bản thì thôi, trượt đại học luôn rồi. Vừa dính virus ngu tích phân, vừa dính virus corona luôn ấy. Cẩn thận nhá. Vì cái virus corona ấy, và corona ấy, nó rất thích nhiễm vào đứa nào? Ngu tích phân. Thay vào 3 này, trừ 2 lên của mấy? Lên 3. Thay 2 vào, trừ đi thay số 2 vào đây là 2, trừ đi 2 lên 2. Bằng 3 trừ 2 là bằng số 1 rồi. Còn chỗ này, len hai thằng trừ nhau nó là phép gì em? Phép chia. 2 len của 2 phần 3. Len 2 chia len 3 mà, đúng không? Thế thôi, xong rồi. Vậy A các bạn là bằng số 2, còn B các bạn là bằng số 1. A bằng 2 này, và B bằng 1 này. Vậy thì ở đây, A trừ đi B các bạn nó bằng số 1, đáp án A. Đúng không? Chín D á? D làm sao được? D làm sao được? D làm sao được? D làm sao được? Số làm gì ra D đây? A, à, chết mẹ rồi. Không phải A đâu. Đây là len của 3 phần 2. Chỗ này là len của 2 phần 3. Thì phải đảo lại một chút. 1 trừ đi 2 len của 3 phần 2. Đổi từ mẫu nào là có mũ trừ 1 vứt ra ngoài là âm 1. Vậy thì ở đây A nó bằng âm 2 và B là bằng số 1. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ có là A cộng cả 2B nó bằng 0, đáp án D. Đúng không? Ờ. Đó. Còn bấm máy nhá. Bấm máy như con lúc nãy nhá. À, bấm máy này. Bấm máy thầy dạy rồi. Tích phân của con này thôi. Hãy bấm máy có dọc bấm máy thôi, cứ thế mà bấm thôi. Tích phân của Lenix chia ra bao nhiêu? X nhân len của x cộng 2. Thay cận cho thầy từ 1 đến e vào. Bằng. Ok, store A. Lưu con này vào luôn nhá, store A. Bây giờ bấm từng đáp án này. 1, 9 này. 1 này, 2. Tức là các bạn thấy cái tại sao thầy phải chữa lâu như thế? Bởi vì nó phải chữa bằng nhiều cách, nó mới nhanh, nó mới hiệu quả được. Các bạn học được nhiều thứ hơn. Chứ không phải gan số lượng là ăn nhiều câu là các bạn thích đâu. Ok các bạn, một buổi các bạn chỉ ăn vài câu thôi, nhưng mà các bạn học được rất nhiều kiến thức mới. Thì nó hay hơn nhiều, đúng không? B số 1. Thằng này à, bằng tích phân này bằng A lớn này. Rồi, bấm từ đáp án này. Đáp án A, 1 này, trừ 1 này. Và đây là 1, đúng không? Bằng số quá xấu, bỏ luôn. Đáp án D, B nhá. 2 này, 1 này, 1 này. Xấu luôn, bỏ luôn. Thằng có bình phương thôi, bỏ đi. Thử đáp án này. Nếu mà đáp án này sai thì chọn C rồi, đúng không? Nhưng mà thử 1 này, 2 này, đúng không? Không. Ta là 1, 2 và 0. Úi giời, đẹp luôn. Đẹp long lanh. Đẹp như thầy luôn. Thế rồi, đáp án đi, xong. Xong nha. Các bạn cứ đua số lượng làm cái gì? Trong khi trong một câu thầy còn phân tích cho các bạn bao nhiêu câu như thế. Thế thật, thầy mà ngồi chữa hết cái đề này thì làm nhanh lắm, vèo phát xong. Thì các bạn đã hiểu gì đâu mà.
người đi dạy nó khác, chứ không phải người đi giải. Thầy không phải cái máy giải bài tập, mà thầy là người đi dạy và dạy các bạn cách để xử lý trong bài thi. Nên một câu thầy phân tích cho bạn nhiều cách là vì thế. Chứ còn để làm nhanh thì đơn giản không mà. Thầy quen tay rồi, thầy làm được nhanh thôi. Thì chẳng đánh với tao. Chứ còn các bạn không thấy đẹp giống thầy à? Bọn mày chị tao sầu đúng không? Dỗi không dậy nữa bây giờ. Nào. Câu 5-70 bấm được em. 5-70 bấm được. Chung là hội tụ hết trong sách rồi, trong cái sách 14 ngày à 14 kỹ thuật giải nhân tích phân rồi. Các bạn cứ nhìn trên caption là thấy có link rồi nhá. Không nói nhiều nữa mệt lắm. Nào câu 10 nào. Câu 10. Ôi câu 10 thì bấm toang rồi. Câu 10 thì các bạn mà bấm thì toang rồi. Giải làm. Nhá. Câu 10. Nào, bấm câu 10 thì thôi. Không bấm máy nữa mình giải tay. Có những câu các bạn nên bấm máy mà có những câu không nên bấm máy. Câu này các bạn thấy có x cộng 1 trên tử này, thầy rút được thả nhân tử chung là chữ x ra. Đúng không? Được chưa? X ra, chỗ này là x cộng với cả gì đây? Len x. Chưa nhỉ? Ok chưa? Rồi. Thì đến đây các bạn làm như nào? Thế nên làm như nào? Như làm như nào? Các bạn có thể tách tiếp ra, chia thức cũng được. Ở đây mình sẽ đặt luôn. Đặt x cộng len x bằng t đi. Bằng t. Đặt luôn cái thằng này bằng t này. X thì đạo hàm bằng số 1 rồi. Len x đạo hàm là bằng 1 trên gì? 1 trên x, đúng không? Thì các bạn nhớ đạo hàm ấy thì phải nhân thêm dx nữa thì nó là vi phân. T đạo hàm là 1 nhân dt thôi. Ồ, thằng này các bạn nhìn này, quy đồng đây là x cộng 1 chia cho x nhân dx bằng dt. Đẹp trai vô cùng luôn. Các bạn thấy không? Vừa khít luôn. À, anh cũng thích khít. Đó, rất khít. Thay vào luôn. Y bằng. Thầy nhầm tích phân cận luôn nhá. X bằng 1 thay vào đây để ra t này. À, 1 cộng len của 1 là bằng 0. T bằng 1. 2 thay vào đây, 2 cộng len 2. Là t bằng. Đưa hết theo t mà. X cộng 1 trên x nhân dx nó bằng chữ dt. Đấy, vừa khít cả cụm này luôn trên tử. Còn ở dấu các bạn đặt nó bằng gì thôi? Bằng t. Mà nguyên hàm của 1 trên t là len trị đô của t. Đấy, đến cháu thầy còn biết công thức này. Cháu thầy năm nay mới học lớp 1. Thầy không nói dối đâu. Thầy nói điêu thôi. Chỗ này là 2 cộng len là 2. Trừ đi len của mấy? Len của 1. Xong, đúng không? Len 1 bằng 0 rồi, còn lại cũng thằng này thôi. Vậy thì a các bạn nó bằng số mấy? A bằng 2 và b cũng bằng số 2 luôn. Đúng không? Chưa? Yeah. Vậy ở đây chúng ta sẽ có A bình 4, 4 cộng 4 là 8, 8 cộng mấy cả 4 nữa, 12 đúng không? Vậy đáp án cần chọn là C. Có bạn nào chọn C không? Có bạn nào chọn C không? Mười C chuẩn luôn. Chuẩn rồi. Rồi, xong nhá. Câu 11 nào. Câu 11 dễ rồi, bấm máy tính đi. Để cho E nhá. Bấm máy tính đi, xem cho thầy đáp án gì cả. Có gái trị bao nhiêu? Giá trị. Chứ người đang nhớ bạn gái. Giá trị bao nhiêu? Mười một trên đáp án gì nào? Nguyễn Đình Chính thì không đeo khẩu trang à? Tâm nay cần gì phải đeo khẩu trang? Người đẹp trai và người giỏi tích phân không bao giờ phải đeo khẩu trang cả. Có đứa nào rốt tích phân phải đeo khẩu trang thôi. Virus chỉ tấn công đứa nào mà rốt tích phân thôi.
11 là gì đây? 11 là gì? E nhá. Điên à? Thôi 11 thôi nhá, tự bấm nhá. Con này không bấm hộ đâu, thôi con này tự bấm đi. Không bấm nữa. Easy game à? Thôi. À, nhá. Câu 12 nào. Ui giời, 12. 12. 12 bạn làm thì các bạn cứ đặt cái thằng 1 cộng 2x 2 mũi x bằng t nào ra thôi. Nhưng con này nhìn nó cong kênh đúng không? Con này bấm máy phải có nghệ thuật. Nào, con này bạn nào muốn thầy dạy nghệ thuật bấm máy câu 12, comment chữ em vào thầy mà. Em, bài này cố tình chấm bấm máy cho các bạn đấy. Nhìn nó cho các bạn cái cận chấm bấm máy tính này. Nào 12. Thầy nói tự luận con một chút nhá, tự luận là các bạn cứ đặt cho thầy cái thằng 1 cộng 2 mũ x bằng t. Sau đó các bạn lại đặt len của t bằng u. Còn hai bước đặt thì tự nhiên nó ra thôi, hai bước đặt nó ra. Bài phải đặt hai lần thì nó mới dễ được. Các bạn đặt một lần nó vẫn ra thôi, nhưng mà nên đặt hai lần thì cho nó dễ. Tại biến đổi cái thằng 1 cộng 2 mũ x là bằng 1 cộng cả 1 chia 2 mũ x thì nó dễ luôn. Đây là tự luận. Nào, bấm máy tính này. Đáp án gì đây? Đấy, tôi giải tự luận cho các bạn này. Gợi ý hai bước nhá. Rồi. Vậy bấm máy này thì các bạn nhìn nhìn nhá. Chỗ này là 2018 đúng không? Các bạn thì đáp án cũng là 2018 không? Vậy thì các bạn nên thay quách 2018 bằng số nào cũng được. Thay bằng số 1 đi. Thay 2018 là số 1. Number 1. Thay thử bấm máy tính anh. Bấm luôn. Chỗ này là len của bao nhiêu? Len của 1 cộng 2 mũ x chia cho chỗ này là 1 cộng 2 mũ trừ x nhân cả log 4 của e thay cận từ 0 đến 2018 bằng thấy là lỗi phép tính ngay. Các bạn cho cái cận 2018 lỗi ngay. Bây giờ mình thay cái cận này bằng số 1 thôi. Nó lại là ra. Đấy, ra rồi. 0,72. Em bấm từng đáp án lại thầy xem nào. Đáp án nào ra 0,72 mình chọn thôi. Nào. Thằng đầu tiên len của 1 cộng 2 mũ 1 đúng không? Là 2 trừ len 2. Đếch ra. B nào. Len bình phương của 1 cộng 2 mũ 1. Bình phương các bạn nhớ bình phương để ngoài như này nhá. Len bình phương này này. Tương tự chỗ này là thế, trừ đi len bình phương của 2. Nhớ để bình phương ở ngoài. Nhớ chưa? Còn nếu mà bình phương của 2 các bạn phải cho vào trong dấu ngoặc bằng. Đẹp quá, B luôn. 0,72 chuẩn chưa? B luôn. Xong. Ok chưa? Đó. Easy game nên các bạn thấy nhá. Thấy cận to. Thấy cận to thì cho nó nhỏ lại. Thế là xong. Vấn đề to, bọn mày yêu nhau cũng thế thôi. Vấn đề nó to thì phải làm cho nó vấn đề nó nhỏ lại. Còn vấn đề mà nó nhỏ quá, vấn đề mà nó nhỏ thì làm cho nó không có luôn. Đúng không? Đó. Nhưng có những thứ nó to thì đừng cho nó làm nó nhỏ lại nha. Có những thứ to thì nên để nó to. Được chưa nhỉ? Nhất là các bạn nữ, đúng không? Các bạn nữ rất thích những gì nó to. Rất thích mọi thứ to. Thích ví to. Đấy, thích mọi thứ nó đều to. Mọi thứ của bạn trai mình cũng phải to. Nên giữ mình to. Nào, dạng 3. Biểu thức chứa e mũ x và e mũ u. Dạng 3 rồi, dạng 3 rồi. Rồi. À đây khóa live pro cho bạn nào vào sau này, nhớ là đang được khuyến mãi 50% đấy, để trên caption đấy để đăng ký nhá. Khóa live dạng 3 chứa em x và em u. Thì nó tao đã đúng rồi còn gì? Mấy bạn nữ ở đây công nhận không? Mấy bạn nữ công nhận cho thầy cái mấy bạn nữ có thích con trai mình nó to không? Người to ấy, ý thế là người to ấy. Các bạn có thích đàn người đàn ông mình cơ bắp to không? Nó khỏe khoắn đúng không? Não to không? Thích không? Các bạn nữ công nhận là các bạn nữ thích to không? Các bạn comment cái xem nào, xác nhận cái xem có thích to không?
Nào, thích to không? Nói thật xem nào. To to to. Mấy bạn nữ ở đây công nhận không? Tiếp Công nhận thầy cái mấy bạn nữ có thích con trai mình tục nhá. người to ấy, ý là người to ấy. Các bạn Cứ có phải thích một to. đàn ông người đàn ông cơ bắp to không? Nguyễn Thu Thảo em thích to, thế em thích nhỏ à? Em thích cái gì cũng nhỏ à? Ừ, công nhận là To cái ôm mới thích đúng không? To ôm nó mới thích. Đấy, mày tự tin luôn, cởi ra cho các bạn nhìn luôn. Úi dồi, to chưa? Cái gì động to, phong độ như này. to không? Nó mới thích. Nào. Tích phân từ 0 đến 1 của x nhân e mũ 1 trừ x bình phương nhân dx. Biết rằng tích phân y bằng a nhân e trừ đi b trên 2 khi a cũng b bằng bao nhiêu. Câu này bấm máy tính cũng được mà câu này giải tay cũng được. Câu này thầy sẽ làm hai cách cho các bạn nhé. Nào mình xem lại cái lý thuyết của cái hàm e này các bạn sẽ làm như nào nhá. Hàm e này. Trong dấu hiệu thầy có một bảng dấu hiệu cho các em luôn. Bảng dấu hiệu cho các em luôn. Đây. Bảng dấu hiệu này này. Một bảng tổng hợp lại cho các bạn. Đó là cái hàm f của e mũ x nhân e mũ x nhân dx thì một hàm chứa toàn e thì bao giờ cũng phải lòi ra thằng e mũ x nhân dx thì các bạn đặt t nó bằng e mũ x là xong nhá. Đó cách biến đổi các bước có hết rồi. Bây giờ thầy sẽ xử lý cho các em bằng cách như nào. Các em thấy ngay đây không phải e mũ x mà là e mũ 1 trừ x bình phương. Lời khuyên, lời khuyên. Lời khuyên là các bạn thấy e mũ u này là len của u này. Sin u này, cos u này, vân vân, tan u. Thì các bạn cứ nhớ là u mà không phải là x thì các bạn hãy đặt cho thầy u bằng t. Cái thằng u này bằng t. Vậy các bạn nhìn một chữ x bình phương nó đích phải là chữ x. Nó không phải chữ x, cứ không phải chữ x đặt nó bằng t. Đặt bằng t nhìn cho nó dễ. Đặt một chữ x bình bằng t. Đây là lời khuyên của thầy. Vì phân ra là trừ 2x nhân dx của các em nó sẽ bằng là một đạo hàm là dt. Tương đương ở đây x nhân dx của em nó sẽ bằng là bao nhiêu? Trừ 1 phần 2 nhân dt. Rồi. Y của em sẽ bằng gì? Em đổi cận luôn cho thầy. X nhân dx. Lại khít một lần nữa. X nhân dx. E mũ là e mũ t. Đặt cái này bằng t rồi mà. X nhân dx mình thay lại theo t nó là trừ 1 phần 2 dt. Ngon luôn. Đổi cận x bằng 0 em thay vào đây. Đổi cận nhé. X này t này. 0 với 1 này. X bằng 0 em thay vào đây 1 trừ 0 là 1, 1 thay vào đây 1 trừ 1 là bằng 0. Vậy tích phân là từ 1 đến 0 thôi. Xong. Vậy em có thể thấy là em có thể mất đi cận bằng cách là đổi hai cận cho nhau, mất đi dấu trừ, đúng không? Đổi hai cận là mất dấu trừ chỗ này luôn. Các bạn sẽ còn e mũ t nên t thôi. Mà nguyên hàm của e mũ t em biết thừa nó vẫn là e mũ t. E mũ x đạo hàm nó là e mũ x thì e mũ t đạo hàm nó cũng là e mũ t thôi nhá. Rồi, cộng thêm c không cần, không đến 1 thay vào 1 phần 2 là e mũ 1 trừ đi e mũ 0 là e mũ 0 bằng 1. Xong. Vậy ở đây chúng ta sẽ có là A của mình là bằng 1 và B bằng 1 luôn. A B bằng số 2 đáp án C. Ok, đáp án C. Hàng mũ B bằng 1. Chưa nhỉ? Thì bây giờ mình bấm máy tính như nào? Bấm máy tính được nhá. Nào, cách hai bấm máy tính này. Giải hệ các bạn. Hệ cái y này này. Nó bằng là A nhân E trên B trên 2. Ô, vậy thì hệ số đứng trước A là E trên 2 nhân A. Hệ số B là 1 phần 2B thôi. Nó bằng con tích phân Y lớn này. Bấm máy từng đáp án A cộng B. Nó bằng từng đáp án. Từng đáp án. Nhá. Em bấm từng đáp án cho thầy là xong. Thì bây giờ đây cách 2. Cách 2. Bấm máy tính. Em bấm vào con tích phân này trước. Tích phân của X. Đấy em thấy không? Thỉnh thoảng mình phải học cả bấm máy tính nữa. Thì em mới có một hệ quy chiếu nó chuẩn để em làm bài. Thầy nhắc lại không phải lúc nào em cũng lạm dụng máy tính. Không phải lúc nào em lạm dụng tự luận. Đó và phải biết nhuần nhuyễn cả hai thằng 0,859 store A luôn lưu nó vào em nhớ store nhá store này A này trong sách nói rồi đấy nhá đọc sách cho kỹ vào ai nhớ có sách cứ nhìn trên caption của thầy là có link đặt sách rồi 19 em bấm vào thầy hệ phương trình e trên 2 e trên 2 1 phần 2 y lớn thầy lưu bằng chữ A lớn rồi xong A cộng B là hệ số A bằng 1, hệ số B bằng 1, từng đáp án A là bằng 1. Số lại xấu rồi, đáp án B bằng 0. Xấu một lần nữa, đáp án C bằng 2. Lại đẹp như thầy rồi. Số lại đẹp như thầy rồi. Xong, thế là chọn được C nhá. Hết. Các bạn đã thấy cái phương pháp này hiệu quả chưa? Làm rất nhiều câu đúng không? Các bạn thấy không? Thầy toàn trích trong cái đề thi thử ra đấy nhá.
đổi biến thì phải đổi cận nhá. Đấy, lại đẹp giống thầy rồi thì chọn ngay. Rồi câu 14 này. 14 cũng thế, em lại nhìn lời khuyên của thầy giáo Đạt, à không, hãy gọi là bác sĩ Đạt. Hôm nay thầy chữa bệnh cho các bạn. Chữa bệnh virus ngủ tích phần. Nhìn này, lời khuyên em u len u. U không phải x, đặt u bằng t. Thì em nhìn cái lời khuyên nó áp dụng trong bài này được không? Được. Sin của 2x nhân e mũ sin bình x, e mũ sin bình x phải là x, đặt nó bằng t. Đặt nó bằng chữ t. Cách 1 tự luận nhé, tí nữa thầy dùng cách trắc nghiệm sau. Bằng t. Vi phân ra. Sin bình đạo hàm là gì? À, đạo hàm sin bình là gì? U mũ n đạo hàm n nhân u mũ n trừ 1 còn mũ 1 nhân u phẩy. Sin đạo hàm nó ra chữ cos nhân dx bằng dt. Ồ, em ơi em có nhìn ra hai sin x nhân cos x là công thức mà lớp 1 mình đã học, đó chính là công thức sin của 2x không em? Rồi. Lớp 1 các thầy cô dạy hết rồi, đúng không? Thì bây giờ nguyên hàm của thằng này thôi. Thì các bạn quá đơn giản thay vào. Nguyên hàm. E mũ sin bình x là e mũ t, còn sin 2x mà nhân với dx nó chính là thằng gì em? Dt. Dễ vãi lều. Vậy nguyên hàm của e mũ t là e mũ t cộng c, thế là xong rồi. Là e mũ t của mình là sin bình x. Đúng không? E mũ sin bình x. Đó. E mũ sin bình x thôi. Ơ, sao lại còn thêm cái gì nữa nhỉ? Cộng c, đáp án c. Đó, thế thôi, xong rồi. Được chưa? Con này cần thì phải múa cột. Đứa nào mà múa cột con này còn lâu cơ. Khẳng định với các bạn luôn. Đứa nào mà dùng từng phần múa cột con này còn lâu cơ. Trời ơi, chứng tỏ quá gà. Đi múa cột con này là quá gà rồi. Múa con này là lâu. Nào, bây giờ nhá. Câu 2 này, cách 2 này. Bấm máy tính. Bấm máy tính lúc nãy thôi. Các bạn nhớ nhá. F của 2, F của số 1 đi, cho số 1 vào. Nó phải bằng đạo hàm là F lớn 8 tại 1. Đây nguyên hàm. Đây là hàm F nhỏ này. Hàm F lớn là từng đáp án này. Hàm nguyên hàm của F nhỏ x là F lớn x. Thì F nhỏ của 1 thay số 1 vào đâu? Sin của 2 nhân với cả E mũ sin bình x. Được chưa? Rồi, ấn can này. Can. Thay số 1 vào đây thôi. F của 1 mà bằng 1,84. Đấy, số xấu như này thì mình mới so sánh nó dễ được. Đạo hàm của tại 1 từng đáp án. Thôi đạo hàm C cho nhanh. C nhá. Đạo hàm, đáp án C các bạn nhìn thấy luôn. Cái đáp án khác không ra đâu. Sin của x đó, tức là bình phương. Đạo hàm tại 1 bằng đấy, 1,84 luôn này này. Đúng không? Cũng 1,84. Chọn luôn nhá. Chọn luôn. Xong. Từng phần con này là lâu. Hâm con nào 570 bấm được nha. Trong sách 24 đề của sách này nặng quá. Đây. Bạn nào mà lên sử dụng cuốn sách này, nó rơi dày cộp luôn nhỉ. Và đang cực kỳ rẻ rồi. Trong này có cả 570, 580 cho các em luôn. 24 đề thi thử môn toán. Có video chữa cho bạn từng câu một. Nói chung là không một cái sách luyện đề nào trên thị trường, thầy nhắc lại là không một sách luyện đề nào trên thị trường có những điều như này. Có phương pháp cho các bạn này, nhắc lại công thức này. Đấy, xong rồi đạo hàm mà xong rồi giải chi tiết cho các bạn này. Xong rồi bấm máy tính này, các bạn thấy không? Bấm máy tính này, bấm tính cả một trang luôn. Đấy. Màn hình từng bước một, nói chung là để cả những bạn mất gốc cũng đã đọc được rồi. Mà 580 bấm phím như này. Trời ơi. Thầy viết quyển này xong thầy đến mất hết thanh xuân. Nhưng mà nó tốt cực kỳ cho các bạn rồi nhá. Và đang giảm giá tận 55% rồi. Các bạn cứ nhìn ở trên caption ấy là thấy. Tính là sách khủng khiếp. Nó kỹ đến mức độ như thế rồi. Như thầy bên cạnh rồi. Gần như là không có gì kỹ bằng nữa. Bạn nào mua combo tính ra có 100.000 quyển. Hơn 100.000 quyển. Nó quá rẻ. Quyển giấy cộp này. Các bạn mua mấy cái quyển để ở ngoài ấy, chắc phải 200-300 gì đấy, khoảng 200 gì đấy. Đây quyển lên mua combo giấy cộp này mà có hơn 100.000. Chia trung bình nhá. Nó rẻ. Còn đang mua lẻ thì 350.000 nhá.
mua lẻ là 350.000. Thế nên là mua được con combo nó sẽ. Rồi, có 35. 35 này. 35. Đấy, các bạn lại thấy em căn này, ghét vãi đái. Và đây lời khuyên, lại dùng lời khuyên của thầy, đặt U bằng T. Lời khuyên đi đã. Nó không phải là X thì đặt nó bằng T. Bình phương ơi, 1 cộng 3X các bạn nó bằng T gì? T bình. Vi phân là 3 nhân dx của các bạn nó bằng là 2T nhân với gì em? dt đúng không? Đảm rất nhanh, bây giờ mình speed up rồi. Tăng tốc thôi. Đổi cận, đổi biến là phải đổi cận. Đổi x sang t phải đổi theo cận. Kệ nào x là 0 và 1. T của mình là gì? X bằng 0 thay vào đây là t bằng 1. X bằng 1 thay vào đây, 1 cộng 3 là 4, 4 là 2. Vậy y các bạn sẽ bằng tích phân từ 1 đến 2 của 3 nhân e mũ căn là bằng t rồi. Còn dx của mình nó bằng là 2 phần 3 t nên t. Xong chưa? 3, 3 rút gọn. Đến bây giờ mới múa cột đây này. Thấy chưa? Bây giờ múa cột đây này. Đây là từng phần này. Hàm mũ, hàm đa thức lại từng phần. Bây giờ mới múa cột. Nào múa cột. U này, dv này. Kẻ cột ra, múa thôi. Nhất lốc nhì đa. Tam lượng từ mũ. Đặt đa thức là 2t là thằng này. E mũ t là thằng này. Đấy. Mẹo để nhớ nhá, nhất lốc lì đa tam lượng từ mũ. Bây giờ các bạn cột này đi đạo hàm, 2T đạo hàm là 2, 2 đạo hàm là 0. Đây kỹ thuật giải nhanh, xe giáo khoa nó không ghi. Nguyên hàm của E mũ T vẫn là E mũ T, vẫn là E mũ T. Đến đây em nhân chéo, dấu cộng, dấu trừ cho thầy. Được chưa nhỉ? Dấu cộng, dấu trừ đan xen, cộng trừ, cộng trừ, cộng trừ. Vậy kết quả cuối cùng của em nó sẽ là bằng 2T nhân E mũ T, thì nhóm E mũ T nhân chung, các bạn còn 2T. Trừ đi 2 nhân em mũ t, nhóm em mũ t ra ngoài rồi còn trừ 2 thôi. Đúng không? Cộng thêm c nữa. À, thay cận là từ 0 đến 1. Bằng bao nhiêu? Bằng bao nhiêu luôn? 0 đến 1. Thay 1 vào đây là e mũ 1 nhân 2 nhân 1 trừ đi 2 bằng 0 rồi. Trừ đi thay 0 của em mũ 0 là 1. Là 2 nhân 0 trừ đi 2. Kết quả các bạn nó có lòng bao nhiêu em? E bình chứ nhỉ? Chỗ này là E bình chứ. Không em không xin lỗi là không đến 1 mà là 1 đến 2, thầy thay bị lộn rồi. 1 đến 2 bảo sao nhìn nó số nó xấu thế. 2 vào trước là chỗ này là 2 nhân 2. Được chưa nhỉ? Trừ đi 2, trừ đi E mũ 1 vào đây. Thay số 1 vào là 2 nhân 1 trừ đi 2. Được chưa? 2 nhân 1 trừ 2. Rồi, kết quả cuối cùng các bạn chỗ này chỉ còn là gì thôi? Đó, E bình. Đúng không? Chỗ này 2 2 4, 4 trên 2 là còn 2 thôi, 2 E bình phương. Đúng không? Mình bị nhầm chỗ nào không nhỉ? Xem nào, thầy thầy xem lại thầy có bị nhầm ở chỗ nào không? Làm mình làm đúng rồi. Xong rồi thay cận mà thôi, thay ngược lại 2 này, E mũ 2. 2 nhân 2 trừ 2. Đúng không? 4 là 4 trừ 2 là 2 rồi, 2 bình phương chuẩn rồi. Thêm 1 vào đây. Đợi thầy một chút nhé. Mẹ thầy gọi. Alo ạ? Cái gì ạ? Vâng ạ. Còn bây giờ thôi con đang dạy nhá, nó dạy học nhá, thế nhá.